nóng, chồng đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản, gian díu với 182 người gồm sao nam, diễn viên AV, coi đối tượng như búp bê tình dục. Mới đây, cả showbiz Nhật Bản chấn động với thông tin Ken Watanabe, chồng đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản, Nozomi Sasaki có mối quan hệ ngoài luồng với nhiều người phụ nữ sau lưng vợ. Thậm chí còn có nguồn tin cho biết Ken Watanabe còn bạo hành bà xã, nhưng hiện tại, thông tin này còn chưa được xác thực. Ông xã Nozomi Sasaki bị phát hiện ngoại tình sau lưng vợ. Cả hai từng được truyền thông đặt tên người đẹp và quái vật này trước đó là một trong những cặp vợ chồng được hâm mộ nhất nhì Swiss. Trang Soho sáng ngày hôm nay đưa tin, theo truyền thông Nhật Bản, Ken Watanabe đã ngoại tình với tất cả 182 người, bao gồm diễn viên AV, ca sĩ, thậm chí có cả sao nam trong showbiz và cả người ngoài làng giải trí. Trong một bài viết liệt kê tuổi tác, nghề nghiệp của dàn người tình, có diễn viên gợi cảm A năm nay mới ngoài 20, cô B kinh doanh nhà hàng thịt nướng hơn 30 tuổi, chủ salon làm đẹp 20 tuổi, nhân viên massage 40 tuổi, tuyển thủ đô vật 50 tuổi, sao nam tên G ngoài 30 tuổi. Số lượng nhân vật liên quan quá lớn lẫn tuổi tác, nghề nghiệp trải dài khiến showbiz Nhật Bản chấn động. Thông tin bên lề cho biết Ken Watanabe này sinh quan hệ, ngoại tình ở những nơi như tầng hầm bãi đỗ xe, trong thang máy, nhà vệ sinh, thậm chí cả trong xe ô tô. Danh sáng dàn người tình 182 người gây sốc. Được biết, có 3 sao nữ Swiss đã được chỉ ra là có quan hệ ám muội với Ken Watanabe. Đó là Erita Kigawa, Eririka Katagiri và Naojin Guri. 3 mỹ nhân này khác nhau về độ tuổi, khí chất nhưng lại có một điểm chung là họ đều là những nữ diễn viên JAV. Netizen chỉ ra 3 sao nữ đã chen chân vào cuộc hôn nhân của Sasaki. Đó là 3 nữ diễn viên 18 cộng của Nhật Bản. Erita Kigawa năm nay 40 tuổi, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, theo phong cách sexy, hoàn toàn khác hẳn với vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần của đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản Nozomi Sasaki. Mặc dù đã có tuổi nhưng Erita Kigawa vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và thân hình bốc lửa. Người thứ hai là Eririka Katagiri, năm nay 29 tuổi. Khác với Erita Kigawa, cô cuốn hút với vẻ đẹp vừa gợi cảm, vừa thanh thuần. Người đẹp này gây ấn tượng với đôi mắt to tròn, cằm V-line và phong cách ăn mặc gợi cảm. Cuối cùng là Naojin Guri, 23 tuổi, có thể nói là người có khí chất tương tự nhất với bà cả, Sasaki trong số 3 tiểu tam được nói đến ở đây. Nao sở hữu khuôn mặt thanh thuần, dễ thương, tràn đầy sức sống. Blogger Thạo Tin Sứ Trung đã chia sẻ một bài viết dịch lại nguồn tin báo Nhật và cho biết có một nhân viên văn phòng đã tiết lộ tường tận về các mối quan hệ của Ken. Mặc dù đã kết hôn nhưng Ken và người này vẫn duy trì hẹn hò. Anh và B mỗi lần gặp gỡ sẽ có 15 phút bên nhau, sau đó Ken sẽ gửi tặng B số tiền 10.000 yên, khoảng 2,1 triệu đồng. Lúc hẹn hò với C, Ken sẽ yêu cầu tìm phòng họp. Với các cuộc hẹn với các cô gái khác, Ken lại muốn tới nhà vệ sinh để hành sự, sau đó yêu cầu xóa tất cả các tin nhắn trò chuyện. Trước đó, khi vụ việc vỡ lở, một người phụ nữ ngoài làng giải trí Swiss có gian díu với Ken Watanabe đã tiết lộ mối quan hệ bất chính giữa hai người trong một bài phỏng vấn. Cô khiến Net chấn động khi chia sẻ, mình và tài tử Ken quan hệ với nhau 2 lần một tuần, kể cả khi Ken và Sasaki đã kết hôn, cô và Ken vẫn giữ mối quan hệ bí mật và không chia tay, tổng cộng đã quan hệ khoảng 30 lần. Người này bộc bạch thêm rằng, cả hai thường xuyên bí mật hẹn hò tại đồi Rap Ongi thuộc Minatoku, Tokyo, địa điểm thường là nhà vệ sinh trong bãi đỗ xe, anh ta chỉ coi tôi là búp bê tình dục. Tôi thậm chí chỉ hy vọng anh ta coi tôi là một người phụ nữ bình thường. Nguồn, Yifeng. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.